Hello các anh. Thì hôm nay em xin chia sẻ các anh về cách sử dụng điếu cày rút nhé. Một điếu cày rất là phổ biến hiện nay này. Là điếu cày mang đi chơi du lịch rất là được các anh ưa chuộng. Thì hôm nay em xin giới thiệu và hướng dẫn các anh cách để sử dụng một cách chính xác nhất và ngon nhất nhé. Thì điếu rút mình, cái đầu rút này mình có thể rút ra được này. Đấy. Mình mua về. Nếu mà trong quá trình sử dụng mà mình cần vệ sinh kỹ hơn thì mình rút ra được nhé. Rút mạnh mẽ lên. Nếu mà hỏng thì liên hệ em mua cái mới. Đấy. Và xong mình lại lắp lại bình thường thôi. Còn đơn giản nhất thì các anh tháo nó ra. Các anh tháo dọn nó ra là các anh vệ sinh sạch sẽ cho em. Vệ sinh sạch sẽ cho em nhá. Cho nước như nào đúng và lắp nó như nào đúng nhá. Thì cái nó có một cái lỗ nhỏ này. Bác cắm quay ngược xuống nhá. Vừa cho vào vừa xoay vừa ấn. Khi nào mà nó chắc không vào được thì coi như là kín. Và đổ nước thì các bác cứ để điếu ở cái phương thẳng đứng này cho em. Để điếu phương thẳng đứng nha. Rất đơn giản thôi. Áp dụng cho tất cả các loại điếu ra nhé. Để điếu ở phương thẳng đứng này. Cho nước vào này. Đấy, cho nước vào nhé. Và ở cái phương thẳng đứng này này, các bác thổi nước. Thổi nước nha. Cứ đổ nhiều vào. Đổ nhiều vào cũng được rồi, xong mình thổi. Thổi ở cái phương thẳng đứng này mình thổi khi nào mà nó xì hết nước ở cái nõ này là đủ nước đây. Đấy. Là đủ nhá. Ở cái phương thẳng đứng này mình xì hết nước ra là đủ. Và cái rút đầu rút này mình có thể rút ra được nếu mà trường hợp canh cần vệ sinh cẩn thận hơn á. Thôi rút ra được canh nhá. Rút mạnh mẽ lên không vấn đề gì đâu. Xong rồi lại lắp lại vừa mình khéo léo mình ấn vào là được. Đấy. Mẫu điếu này mang mình chơi rất là tiện, như trên tay em đang cầm một mẫu này. Bên em đang bán với giá là 300.000 đầy đủ bao da phụ kiện các nhá. Và kích thước như cái mẫu này bên em là 40 kéo 60 cm. Mẫu kích thước này là kích thước tiêu chuẩn các anh nhá, kích thước ok nhất, gọn nhẹ và không quá dài. Nếu mà các anh cần dài hơn thì em làm dài hơn một chút là 45 kéo 65, và ngắn hơn thì có các phiên bản như là 25 kéo được 31 cm, ngắn gọn rất là nhỏ gọn. Làm kéo được 31 cm và 30 thì kéo được 43 cm, rất là nhiều kích thước cho các anh nhá. Làm theo yêu cầu, các anh cần dài thì em làm dài, ngắn em làm ngắn nha các anh. Và em hướng dẫn luôn các anh hút là như nào ngon nhất. Thì bình thường em có tặng kèm cho các anh là thuốc lá hút thử bên em này, thương hiệu thuốc lá Hạnh Phúc nhá. Thương hiệu thuốc lá Hạnh Phúc bên em, thuốc lá sạch sai đánh ngó, và một cái nhấc tàn này bằng sắt này. Cái này để mình cho vào nó này. Đấy, cho vào nó mình cho thuốc vào đây. Thuốc vào đây mình châm. Em hướng dẫn các anh hút như nào là hút ngon nhất nhé. Hút ngon nhất thì điếu rút nhé. Điếu rút này có một cái ưu điểm của nó là rất là gọn, nhưng mà nếu mà độ ngon thì nó chỉ đạt 9 phần 10 so với điếu dài thôi. Mình làm như nào mình hút được ngon nhất nhé thì mình vẫn châm như bình thường thôi. Và châm từ từ thôi các anh nhé. Và cái khói mà khi mình châm lên á là mình không nên hút luôn, nó sẽ đắng. Sau khi châm thì mình đổ cái tàn đi, mình hút. Nhưng mà ở cái giai đoạn ở cái khoang này này, các bác nên thổi vào một ít không khí cho em. Đấy, thổi vào một ít không khí nhé, thổi nhẹ vào một ít không khí nhé. Sau đó các bác hút. Hút từ từ thôi thì sẽ rất là êm và ngon nhé, và không bị nóng nhé. Và mình không nên tham lam nhiều khói ở cái điếu này, nó chỉ đủ cho các bác hút và cũng rất là phê các anh nhá, rất là say. Điếu rút hút cũng rất là ngon đấy. Em giới thiệu mà mẫu điếu rút bên em rất là đẹp, rất là bền cho các anh mà đi chơi thoải mái nhá. Và giá rất là hợp lý này, 300.000 tặng các anh đầy đủ bao da phụ kiện, nhấc tàn và cái bịt nõ nhá. Là các anh không dùng điếu thì các anh bịt cái nút cao su này là vào trong cái nõ này là ok luôn. Và dốc ngược cũng không đủ nước anh nhé, dốc ngược cũng không đủ nước nhé. Cái này dốc ngược cũng không đủ nước anh nhé. Đây này, đang có nước này. Đấy, và dốc ngược cũng không đủ nước nhé. Các anh có nhu cầu mua điếu thì ca lô cho em nhé. 0977855179 hoặc ca lô 0564119119. Bên em là sử dụng điếu cày và thuốc lào Hạnh Phúc anh nhé. Chuyên điếu cày, thuốc lào ngon ngó. Phục vụ cho các bác, bảo hành đấu trả, nhận hàng có vấn đề cứ alo cho em bảo hành đấu trả anh luôn. Mẫu điếu cày mang đi chơi rất là cái mùa du lịch này rất là hay, rất là cần thiết các anh nhá. Các bác thấy hay thì cho em xin một chia sẻ, một like và một đăng ký kênh nhá.